còn cái nhà còn chẳng đợi chiều nó lão một cái ngoài sông bé con chân mà nó mở mái trời ơi nó nói sao tức nó nói có thiệt chứ không phải không có, mà tại vì một lời nói mà nó quỷ hợp đồng rồi nói không thích rồi quỷ hợp đồng tiết kiệm nó mấy cái chiều đó qua đây bông bỏ không mà không bảo hành là cho nó không có mẹ nữa nó ăn cái nghe nó mở mái nhỏ xíu à nhưng mà nó đảo ngoài sông không có ông vương nhà. Bây giờ nó thấy là có Yến nó quỷ hợp đồng. Nhà Yến của Yến sao Thạch Tiến nghe bà con. Thằng ngu, bỏ rồi thằng bông nó không lo rồi. Chuẩn bị 4 năm, mùng 9 tháng 9 năm nay 4 năm. Nay là 28 hả? Nay hai mấy giờ? 29 tháng 8. Còn 10 ngày nữa là tròn 4 năm. Mấy giờ Tâm? Mấy giờ? 6 giờ chưa? 6 giờ mấy rồi? 6 giờ 11 phút rồi. 6 giờ 11 phút.